tu sai hay đúng câu hỏi của diệu thành minh cảnh hỏi kính thưa thầy cứ theo lời thầy dạy con tu như vậy thời gian sau thầy bảo rằng con tu sai thì con cũng hơi buồn đáp đúng lời thầy dạy thì các con chỉ tu đúng được phân nửa còn một phân nửa thì tu chưa đúng thầy bảo các con ăn ngủ và độc cư cho nghiêm chỉnh thì các con lại không sống đúng ăn ngủ thì còn tạm được độc cư thì không trọn cứ phóng tâm hết chuyện này đến chuyện khác từ khi về tu viện đến giờ các con không sống độc cư tự để tâm phóng vật hội họp nhau nói chuyện mà bảo rằng tu đúng thì đúng chỗ nào người mà không phòng hộ sáu căn không chấp nhận sống độc cư thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được chỉ hoài công vô ích mà thôi. Dạy xả tâm ly dục, ly ác pháp, thì các con lại ngồi thiền nhiều để ức chế tâm. Như vậy, có tu theo đúng lời thầy dạy không? Thiện hữu tri thức nhắc nhở cho mình tu tập, thì lại hờn giận, oán trách, nói xấu, khiến cho thầy không muốn dạy ai cả. Vậy, có thể buồn thầy hay buồn chính bản thân con không hành đúng theo lời dạy của thầy đáng trách nơi con hay là thầy các con tu tập không thấy trách nhiệm và bổn phận của mình khi về đây tu tập chính là mục đích phải đạt được là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ là làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi